Một buổi tối mùa hè tại sân vận động Wembley, nơi mà hàng nghìn cặp mắt dõi theo trận đấu được chờ đợi nhất sau 3 ngày thiếu vắng bóng đá. Siêu cúp Anh 2024 giữa Manchester City và Manchester United, hai gã khổng lồ của thành Manchester đã có màn đối đầu nảy lửa, mang đến những phút giây kịch tính và cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng thì thắng thua phải được phân định bằng loạt luân lưu đầy cam go. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc với sự thận trọng. Manchester City với tư cách là nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, Manchester United dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Họ chủ động phòng ngự với một khối đội hình chặt chẽ và không để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Ra sân với rất nhiều cái tên trẻ trung, Man City vẫn nhanh chóng chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Dẫu vậy, họ lại gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Manchester United. Đội bóng của Pep Guardiola dựa nhiều vào các pha đột phá từ hai cánh, nơi Jeremy Doku và Oscar Bob hoạt động năng nổ. Dù vậy, các đường truyền và trung lộ lại thiếu đi sự chính xác và sắc bén cần thiết để tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. Ví dụ như tình huống ở phút thứ 18, Doku lại có pha đi bóng ấn tượng vượt qua hai hậu vệ của United, nhưng đường truyền cuối cùng của anh lại không có đồng đội nào đón được. Phút thứ 24, cơ hội đầu tiên thực sự đến với Man City khi James McCarthy có cú sút đưa bóng chạm cột dọc khung thành của Onana. Đây là tình huống mà hàng phòng ngự Man United mắc sai lầm khi Lisandro Martinez chuyền thẳng vào chân cầu thủ đối phương, tạo cơ hội cho Man City. Không lâu sau đó, Manchester United có cơ hội tốt ở phút 29 khi Amad Diallo tung cú sút bằng chân trái, nhưng bóng đi chạch cột dọc. Quỷ đỏ dù ít kiểm soát bóng hơn nhưng lại tỏ ra sắc bén trong những tình huống phản công nhanh. Đỉnh điểm là ở phút thứ 31, Man United có một pha phối hợp đập nhà vô cùng ấn tượng trước khi Casemiro có một pha chọc khe rất vừa lực để Diallo di chuyển sâu vào trong vòng cấm. Trong tư thế có thể dứt điểm trực tiếp bằng cái chân trái là chân thuận, Samai người bờ biển Nga lại chọn chuyền bóng cho đồng đội băng xuống. Đáng tiếc người đứng gần nhất có thể băng vào lại là Mason Mount, cơ hội rõ ràng nhất của họ cứ thế trôi đi trước mũi giày. Phần còn lại của hiệp đấu tiếp tục là sự bế tắc trong các pha lên bóng của cả hai đội. Tung tích của Erling Haaland tiếp tục là một dấu hỏi lớn khi tiền đạo ngôi sao của Man City gần như bị bắt chết bởi hàng phòng ngự của Manchester United và không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Cơ hội tiếp theo ở trận đấu lại thuộc về phía Man United khi ở phút thứ 36, Marc Rashford có cơ hội tuyệt vời nhưng lại dứt điểm ra ngoài trong tư thế không bị ai kèm. Sau cùng, hiệp 1 cứ thế khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Dẫu vậy thì đó cũng là kết quả phản ánh đúng cục diện của trận đấu khi mà hai bên thi đấu quá thận trọng. Nếu như Manchester City làm chủ ở nửa đầu hiệp 1 thì Man United lại hiệu quả hơn trong phần còn lại. Kết luận lại, có thể thấy các chân sút của hai bên đều tỏ ra quá thiếu hiệu quả. Bước vào hiệp 2, cả hai đội đều tỏ ra quyết tâm hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Manchester United bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 54, Bruno Fernandes tung ra một cú sút xa đẹp mắt vào góc xa khung thành của Ederson, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Đây là một tình huống tiếc nuối cho Manchester United, nhưng nó cũng cho thấy khả năng tận dụng cơ hội từ những pha bóng tưởng chừng không có gì của họ. Man City vẫn tiếp tục giữ ưu thế kiểm soát bóng, nhưng không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Các pha tấn công của họ thiếu đi sự sáng tạo và đột phá, khiến những ngôi sao như Haaland thi đấu khá mờ nhạt. Trong những phút tiếp theo, cả hai đội đều nỗ lực tạo ra cơ hội, nhưng đều không thể phá vỡ thế cân bằng. Phút 75, Man United lại có thêm cơ hội rõ ràng khi Garnacho thoát xuống cực nhanh sau đường truyền chuẩn xác của đội trưởng Bruno Fernandes. Ngôi sao người Argentina dắt bóng vào nhịp, đưa ánh mắt quan sát rồi truyền bóng cho Rashford đang lao thẳng vào vòng cấm Man City. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cộng viên Quỷ Đỏ. Đó chắc chắn sẽ là tình huống mà người ta sẽ phải nhắc đi nhắc lại trong ngày hôm nay. Phút 67, Savinho tân binh mới được thay vào sân bên phía Man City đã tạo ra sự đột biến với một đường tạt bóng vô cùng nguy hiểm vào phía trong. Và cũng như mọi lần khác, hàng phòng ngự của Man United vẫn giải nguy kịp thời. Điều này càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong những phút cuối trận. Các pha bóng dài từ Man City liên tục gây áp lực lên hàng thủ của United. Phút 79, Manchester United có thêm một cơ hội 10-10 nữa khi Rashford sau khi đánh đầu tạo điều kiện cho McTominay, nhưng đáng tiếc là tiền vệ này lại đỡ bóng hụt ngay trước vạch phổi. Tình huống này khiến các cổ động viên của Quỷ Đỏ phải ôm đầu đầy tiếc nuối vì chỉ cần chạm được vào bóng thôi thì gần như 100% đó sẽ là bàn thắng. Dẫu vậy, những người hâm mộ của Quỷ Đỏ cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu để được an mừng. Phút 82, Manchester United đã có được điều mà họ mong chờ, bàn thắng mở tỷ số. Garnacho, cầu thủ trẻ người Argentina đã có một pha đi bóng từ cánh phải vào trong vòng cấm.
anh tung ra một cú sút nhẹ nhưng hiểm hóc đánh bại thủ môn Ederson và đưa Man United vươn lên dẫn trước 1-0. Pha đi bóng và dứt điểm của Garnacho cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Bàn thắng này như một gáo nước lạnh dội vào tinh thần của các thủ Man City. Trên sân họ tỏ ra nóng vội hơn trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Pep Guardiola ngay lập tức chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, tạo áp lực lên hàng phòng ngự của Manchester United. Phút 89, sự quyết tâm và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh đã giúp Man City có được bàn thắng gỡ hòa. Xuất phát từ một pha bóng bên cánh phải, Oscar Bob khéo léo vượt qua sự truy cản của Lisandro Martinez và tạt bóng chính xác cho Bernardo Silva đánh đầu ghi bàn, quân bình tỷ số 1 đều cho Man City. Bàn gỡ hòa của Silva đến vào thời điểm quan trọng, khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 2, cả hai đội bước vào loạt luân lưu 11m với tâm lý căng thẳng tột độ. Manchester United là đội thực hiện trước và Bruno Fernandes mở màn thành công. Ngay sau đó lại là một người Bồ Đào Nha khác tiến lên thực hiện cú sút và lần này là Bernardo Silva. Dường như chịu áp lực từ cú sút thành công từ đối thủ cũng như những ám ảnh chưa nguôi trước lùi nhìn của Real Madrid, Silva đã thực hiện cú sút quá hiền khiến thủ thành Onana dễ dàng cản phá. Khí thế và lợi thế vào lúc này đang thuộc về Quỷ Đỏ. Điểm nhấn của những phút sau đó thuộc về thủ thành Onana khi anh liên tục có những chiêu trò tâm lý trước đối thủ, điều khiến người ta liên tưởng đến Emi Martinez, nhưng có vẻ như đây chỉ là một phiên bản phá kè. Tưởng như có thể áp đảo được tâm lý đối thủ, Onana bỗng chốc hóa thành anh vua ảnh chế. Những cú sút lần lượt được thực hiện thành công cho đến khi khoảnh khắc định mệnh xảy ra khiến thời cuộc thay đổi. Jadon Sancho, người mới quay trở lại sau thời gian dài vắng mặt, đã sút hỏng ở lượt thực hiện của mình. Dẫu vậy thì không phải là mọi thứ đã châm hết hoàn toàn. Loạt sút luân lưu tiếp tục với sự chính xác của cả hai bên cho đến lượt sút thứ 8. Johnny Evans, trung vệ kỳ cựu của Man United, đã không giữ được sự bình tĩnh khi cú sút của anh bay vọt sang ngang, khiến cơ hội chiến thắng của Manchester United tan biến. Sau cùng, Manuel Akanji của Man City đã không mắc sai lầm nào, thực hiện thành công cú sút quyết định, mang về chiến thắng 7-6 trên loạt sút luân lưu cho Manchester City. Chiến thắng này không chỉ giúp Man City giành siêu cúp Anh 2024 mà còn giúp họ lấy lại sự tự tin sau những lần thất bại liên tiếp ở những năm trước. Chiến thắng trong trận tranh siêu cúp Anh không chỉ mang về cho Man City danh hiệu đầu tiên của mùa giải mà còn giúp họ khẳng định vị thế của mình ở bóng đá Anh. Pep Guardiola có lý do để hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là sự kiên cường và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Đây là một chiến thắng đầy ý nghĩa giúp Man City tiếp tục khẳng định họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Về phía Manchester United, dù thất bại, nhưng họ đã thể hiện một bộ mặt đáng gờm. Sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống phản công là những điểm sáng mà Erik Ten Hag có thể tự hào. Trận đấu siêu cúp Anh 2024 đã khép lại với những cảm xúc khó quên cho cả hai đội bóng và người hâm mộ. Man City tiếp tục khẳng định vị thế của mình, và Manchester United cho thấy họ không dễ bị đánh bại và sẽ là một đối thủ đáng gờm trong mùa giải tới. Dù kết quả như thế nào, trận đấu này chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của mùa bóng 2024-2025.